Phụ nữ đừng dại mà tỏ ra tài giỏi, mạnh mẽ hơn chồng. Vợ dù có như thế nào cũng chỉ là một người đàn bà. Đừng cố gắng tỏ ra giỏi giang, tỏ ra mình có thể quán xuyến được hết mọi việc, rồi chứng tỏ bản thân mình giỏi hơn chồng làm gì cả. Cứ để chồng mình trên cơ đi. Phụ nữ hãy giữ cho mình một chút yếu đuối, dịu dàng. Có nhiều người phụ nữ đi đâu cũng ưỡn ngực, vênh vang nói rằng nhà tôi lo tất, việc gì mà tôi không nhúng tay vào là không xong. Cho dù bạn có là người lo tất thật, nhưng mà bạn ngạo mạn, tỏ ra coi thường chồng, thì chồng của bạn sẽ mất dần vị trí và vai trò của người đàn ông trong gia đình, rồi họ cũng sẽ cảm thấy chán thôi. Đàn ông là phái mạnh và bản năng của họ là thích chứng tỏ bản thân mình. Nếu như bạn giỏi thật thì cũng hãy khiêm tốn, đừng có giỏi mà lại coi thường chồng. Còn nếu như bạn không giỏi thì hãy cứ dịu dàng, yếu đuối, đáng yêu nép sau lưng chồng, chẳng sao hết. Đàn ông thích chứng tỏ bản thân mình, thích được ghi nhận, thích được ở bên cạnh người phụ nữ mà họ có thể bao bọc, chứ không thích bên cạnh một người phụ nữ quá mạnh mẽ và có phần coi thường người khác. Vậy nên các chị vợ, yếu đuối một chút mới là thông minh, với chồng mình chứ với ai đâu. Chứ đừng bô bô ra chứng tỏ mình giỏi, đi đâu quát được chồng rồi vênh vang nghĩ là chồng sợ mình lắm. Điều đó chẳng để làm gì cả.